Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chuyến góp nhận 0.3 tốc cần UNI nha tất cả các bạn. Một tốc cần UNI này khoảng 25 đô. Để tham gia dự án này các bạn click phần link mô tả mình tất cả bấm chữ tắt chatbot mà con này chạy trên nền tảng Ruby EcoChain nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn lướt trang nha tất cả các bạn. C E N I. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Follow nè. Rồi các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Rồi các bạn tiếp tục join kênh group nha các bạn. Các bạn join vào nhóm chat đó nè. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Rồi bạn follow về Twitter nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn copy hết tag này các bạn. Các tag từ này nè mà bạn copy giúp mình các bạn. Rồi các bạn bấm vào tweet bot nè bạn. Bạn nhập giải fan nha bạn. Rồi các bạn việc like nè các bạn. Rồi bạn bấm vào trích dẫn như tweet nha bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Rồi tiếp tục bạn nhớ like nữa nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào nút submit detail nè các bạn. Tiếp tục enter Twitter bộ Twitter bộ file link thì các bạn gửi lên Twitter của mình. No. Các bạn nhập vào bài gạch cùng nữa, nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Bạn nhập vào bài gạch cùng nữa các bạn. Bạn nhớ chia sẻ nha bạn. Rồi bạn sẽ chấp liên kết nha bạn. Rồi các bạn gửi lên group file Twitter mình nha các bạn. Subscribe you. Rồi tiếp tục các bạn đăng ký một cái kênh YouTube của nó các bạn. Các bạn bấm vào đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Enter channel name. Rồi các bạn gửi lại username từ kênh YouTube mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi username kênh YouTube của mình thì Ngọc Anh MMO nha các bạn. Các bạn gửi này. Ngọc Anh MMO. Để mình copy các bạn cho chính xác các bạn. Rồi Ngọc Anh này memo các bạn gửi các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ ví Huobi EcoChain thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn tạo ví MetaMask tích hợp mạng Huobi EcoChain các bạn. Bạn nào chưa biết thì vào danh sách phát của mình xem hai cái video, một cái video hướng dẫn tạo ví MetaMask và một video tích chỉ mạng Huobi EcoChain các bạn trên ví chút trên ví MetaMask các bạn. Okay, sau khi các bạn mở với MetaMask ra thì các bạn bấm vào trang cá nhân trên đầu chữ wallet này các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn nhấp vào một Huobi EcoChain này các bạn.
Hoặc có thể các bạn copy địa chỉ IP cũng được các bạn. Rồi bạn nhấp vào một con HT này các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset này các bạn. Các bạn copy lên địa chỉ này lại các bạn. Hoặc các bạn copy địa chỉ IP trên gì. À, nhớ tích hợp mạng Huawei của trên vào người ta các bạn. Rồi nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Like request bot. Like request tweet bot. Tiếp tục cho các bạn like và tweet bot thì các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn chỉ nhắn cho tweet này các bạn. Các bạn đi tiếp với username của nó các bạn. Cộng new BTC new ad BTC nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên này các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình lại đây các bạn. Các bạn mới đắp lên các bạn. Nhập vào hồ sơ nữa. Qua tờ quyết cho trả lời nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài viết của nó các bạn. Tôi cần lấy xích làng Hotbit và Uniswap. Rồi bạn sẽ chép liên kết nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Mình gọi cho bot lên nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm Balenci check số cần nha các bạn. Rồi bạn đã nhận được 0.3 tập cần INI nè bạn. Bấm là group form để liên ghép chia sẻ cho bạn bè những người thân để kích thích tập cần nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.